Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Ngày hôm nay bên em sẽ lên cho bác và anh em ba con lọc 2U với giá tiền là 1.800.000 bao ship các bác nhé. Thì đây là những con lọc chất lượng, sử dụng 2 tầng vỉ mạch màu vàng rất đẹp đấy, và 2 nguồn. Thì các bác và anh em chơi gia đình đang chơi đẩy với vang số thì cần thêm một con lọc xì để cho nó tách bạch nhạc và lọc chất âm của mic. Thì các bác dùng những con lọc này rất ok với giá tiền là 1.800.000 bao ship. Thì lọc thì em có sẽ có hai con, mã của nó là SR231 đấy, và một con PL. Con lọc PL mã của nó là Q2031 các bác nhé. Thì hôm nay em giới thiệu cho bác bằng ba con này. Nếu mà bác nào có nhu cầu về dòng lọc để chơi gia đình thì các bác chơi con này với giá tiền 1.800.000 rất hợp lý đấy. Bây giờ em sẽ test chất âm nhạc của con lọc SR231 này. Chọn ba con màu đen với giá tiền là 1.800.000, bên em bao ship và tặng đủ dây giắc cho bác và anh em. Hàng bán ra là cam kết là hàng nguyên zin, chưa sửa chữa gì các bác nhé. Đấy. Hai tầng vỉ mạch hai nguồn, rất hợp cho bác và anh em chơi gia đình. Thì về chất âm của dòng lọc bãi này thì nó quá hay các bác ạ, nó rất hay. Nếu mà các bác bỏ ra số tiền đó các bác mua lọc mới thì nó rất chán, nhưng mà bỏ ra số tiền 1.800.000 các bác chơi một con lọc bãi này thì chất âm của nó rất đẳng cấp và độ bền của nó sẽ rất bền các bác nhé. Về những cái phần chiết áp và những cái cần gạt thì không bao giờ các bác lo là lẹt xoẹt đâu. Thì bác nào có nhu cầu về ba con lọc này thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là 0979987696. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.